trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long với các tiết mục do Câu lạc bộ Đờn ca Tài Tử tỉnh Bình Dương trình bày. Mở đầu chương trình, nghệ nhân ưu tú Kiều My trình bày thể điệu Long Đăng 16 câu của tác giả Úc Đăng. Thành phần ban nhạc, nghệ nhân ưu tú Văn Sáng đờn kiềm, nhạc sĩ Minh Trí đờn guitar phím lõm, nhạc sĩ Duy Không đờn tranh. Liên tục chương trình là 8 câu sàng xê, nổi quan thị màu, soạn lời Nguyễn Lâm, do tài tử Lập Thành thể hiện. Với ban nhạc, nghệ nhân ưu tú Kiều My đờn kiềm, nghệ nhân ưu tú Văn Sáng đờn guitar phím lõm, nhạc sĩ Duy Không đờn tranh. Giữa sân
rằng ra đường dân chúa tiên trong gian chúa của thiền môn thương mở xuống lành trông thấy a tỳ mầu đang bọc theo mình đưa trẻ sơ sinh tình tâm đang chưa hiểu duyên cớ nào thì áo tí màu đã cách tiếng chuông qua hỏi con người mặt bèo trước đã phụng vàng mặn nhiếc tối xưa nay đứa trẻ thơ của ông thì tôi trả lại trời mới thấu rõ lòng ta trước bị cao gian chúa công đường phải tan ra nát tình về đến tiền môn thầy của ta đâu dám nhận nhìn nhưng lòng những đời tử nên mới ép mình ra khỏi tiếp theo chương trình nghệ sĩ ưu tú Tuyết Ngân hát 20 câu Đảo Ngũ Cung, Trọng Thủy, Mỹ Châu của soạn giả Đào Việt Anh. Thành phần ban nhạc: nghệ nhân ưu tú Kiều My đờn kìm, nghệ nhân ưu tú Văn Sáng đờn guitar phím lõm, nhạc sĩ Duy Không đờn tranh. Tôi khi
Tài tử Nguyễn Tuấn tiếp nối chương trình với hai lớp Xuân Tình, Dưới Ánh Trăng Rằm, viết lời Lâm Tường Dân. Ban nhạc: nghệ nhân ưu tú Văn Sáng Đờn Kiềm, nhạc sĩ Minh Trí Đờn Guitar Phím Lẫm và nhạc sĩ Duy Không Đờn Tranh. Trời trong gió mát, lòng lành ánh nguyệt đêm rằm. Bạn đời ơi hãy ngồi lại đây, nhìn cảnh nên thơ mà nói chuyện tâm tình. Bạn ơi từ đêm tôi xem văn nghệ của đoàn văn công trở về nhà ngơ ngác tinh thần, mấy trận bão lòng bực tức xôn xao. Nghe anh phân mà tôi đây bắt thèm, ai đời xem chăng nghe mà đến nỗi thành tình. Nhớ hồi xưa gánh hát hát ở đình, có cậu mê đào đồi đây là đoàn văn công cách mạng, nam nữ diễn viên là cán bộ tuyên truyền, đừng có hôn mong tình ái lỗi thôi, và sẽ có ngày mai qua nghe bộ ơi công công. Đêm đó tôi đi xem văn nghệ, anh bộ đội lên sân khấu phát huy thắng lợi, chiến thắng diệt gọn bọn giặc đồn tấn công. Ôi đại liên súng mai chân môn nhà, súng mới tinh mà chưa có người cầm, anh chỉ huy mới kêu gọi tổng quân. Hỡi các căn thanh lên sân khấu đăng ký rồi lạnh súng này luôn, đêm mấy cũng có tôi nghe mà trong lòng đau đớn, kêu gọi nghe thấm quá chừng khiến mình thắt non hai cái chân nó giật giật. Sau khi có bốn người lên sân thank you.
khán đài được mang xuống bay nó cười miệng chi tình gặp nó để hỏi nguồn cơn nghe cho lệnh hành quân nó đi luôn tiền vàng tôi ở lại một mình xem vắng để mà chẳng biết buồn chi ngắn ngơi hồn phách giật giờ Sau đây là 8 câu Giang Nam, nỗi lòng người mẹ, soạn lời Minh Ngọc do tài tử Kiều Mai trình bày. Ban nhạc, nghệ nhân ưu tú Kiều My đờn kìm, nhạc sĩ Minh Trí đờn guitar phím lõm và nhạc sĩ Duy Không đờn tranh. Con đứng tranh giữa biển trời tổ quốc, nhìn hai ông đêm xuống dần gió rít mạnh từng cơn đàn chim không tìm về tổ ấm con chẳng nhớ đến mẹ thân Oh,
Bài vọng cổ nhịp 16, Trăm năm và cổ Hoài Lang, soạn lời Mai Xuân Thưởng, do tài tử Nguyễn Châu trình bày. Thành phần ban nhạc: nghệ nhân ưu tú Văn Sáng đờn kìm, nhạc sĩ Minh Trí đờn guitar phím lõm và nhạc sĩ Duy Không đờn tranh. Cổ Hoài Lang trăm năm thành kiệt tác, rung động lòng người mang mát nỗi buồn thương. Én nhàng chia xa đôi ngả đôi đường, duyên tương hồi ngập tràn niềm hạnh phúc. Đêm lùng canh tàn, khi bóng tối buông màn, người nhạc sĩ ôm đàn so dây nắng phím trái lòng mình theo tiếng nhạc đường tơ thông thức trăng mờ hò sự sang sẽ công. Giá cổ Hoài Lang sâu đậm mắn tình, lắng động không gian dương dân cũng sầu. Trời về khuya sương buông lạnh giá, cũng không bằng cái lạnh ở tâm can. Nức nở gan vàng mong em nhàn hiệp đôi, nỗi chờ trong mòn mỏi theo năm tháng vắng bạn chung tình. Thao thức mơ màng dạo mấy cung đàn, chuyện ngày xưa nghĩa tàu khang không phù, nhớ ban lòng bởi câu muối mặn gừng cay. Nguyện mấy cung thương hòa cùng lòng nỗi nhớ không phai, thành bài giả cố Hoài Lang son sắc chung tình. Thuở xa xưa đến tận bây giờ, năm tháng dần trôi bao giật trôi sao vời, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ân bác sáu lầu người khai sinh bài giá cổ cho
lời ca như một lời nhắn gửi để lại cho đời di sản dân gian, thế đứng trăm năm trở thành nền nghệ thuật khu lưu niệm lưu danh nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bạc Liêu rất đổi tự hào, đờn ca tài tử ngát ngào tỏ hương. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.